Hôm nay là mình có duyên về núi Cô Tô để mé những cái cây này nè. Ở đây là địa chỉ là ấp Tô Chung, là xã núi Tô, huyện Chi Tôn của An Giang. Mé mấy cây sao để chống đổ ngã xuống này, mưa gió đó vậy hay để nhánh. Bây giờ ở đây có bác Hai đây, về nhờ mình lên đây để mé. Mà cây này quá cao, hồi nãy là đeo cái dây lên đây, lên chấn mình cột chấn rồi, mà con dây của mình á là nó chỉ là có 28 mét thôi, mà giờ chưa tới cái ngọn mà cột đó đó, mà còn thiếu có 2 mét nữa đó. Là cây này á là nó khoảng là 35 mét, quá dữ. Còn lắc lên trên đó nó nhìn lên nó thấy xa thì nó thấy cao. Thường thường là cây ở núi nó cao dữ lắm, bởi vì nó trồng gần với nhau, nó chen lên, nó tìm ánh sáng, nó lên cao lắm. Bây giờ mình gắng leo, chứ cũng giờ cũng hôm ngày đi Đồng Nai leo mấy cây đứng lớn không, cũng hay đuối đuối rồi, cái cố gắng hết mình rồi, bắt đầu là leo nhé. Có bị ngược sáng không gì? Ôi, toàn chào quý vị khán giả nha. Thì hôm nay toàn có mặt tại núi Cô Tô để ba mình mé những cái cây sao này quý vị. Thì hôm nay nhóm của toàn gồm có Bắc Thủ và Chú Dũng. Đây, Chú Dũng mình nè. À, Bắc Thủ mình đó đó. Thì theo để phụ chàng dây những cái nhánh sao này quý vị. Cái mấy cái này thì mé thôi. Thì mời quý vị khán giả cùng xem là ba của Toàn sẽ mé những cái này như thế nào nha. Thì hôm qua lên thì cứ nghĩ là cái cây này nó rất là thấp, nên là chỉ đem có hai cái cọng dây nhỏ thôi. Bây giờ ba mình mới mua thêm một cọng dây màu trắng nữa gì. Mới mua thêm 55 mét nữa. Đây là chằng những cái nhánh sao này nè. Mấy cây này rất là cao luôn. Mặc dù cái tán nó rất là ít nhánh, nhưng mà nó rất là cao. Rước phải rước về là mới tới nè. Đây đây đây, có thủ rồi, nó ngước về nè mới tới đó. Còn ngước về thì không tới. Cái cây này rất là nhiều gông luôn quý vị. Đó. Thì hôm nay trên đây có mưa rất là nhiều á, nên là mọc rông rất là nhiều. Đây, ba mình đang dự cột cái nhánh đầu tiên nè quý vị. Cái cây này hình như là mình thấy là mé chắc tầm 9 nhánh á. Đây, bác Hữu với chú Dũng mình đang chằn dây nè. Dây rất là dài. Đang đến đứng thẳng với cái góc luôn nè. Nước thổi khổ quá. Đó. Ghê không? Wow, trời, cái nhánh nó to. Thấy nhánh nhỏ mà lên to quá trời, cái gì vậy?
Đây đang dưới cây mười quế với cây cây cao nè. Ui trời 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 trời. Chiếu trên cây vô mặt rồi. Cái dâm cây. Đó mấy cái miếng như này đó. Trời ơi bà mới giục cái miếng này xuống kiến quá trời kiến luôn rồi. Coi nè. Kiến ngắn ngứa dữ lắm nha. Bỏ lòi ngược qua phía ngoài đây luôn hả? Đây là cái đường mấy cái tre này để đóng để cho xem ra mấy người mà chạy xem ra lên đây ngồi quý vị. Đây là một cái bến xem đá. Wow, trời cái nhánh dài rồi. Quá chanh dài. Đã không đi. Đã dài luôn. Đã dồn không dũng. Đã luôn. Nè rông nó mọc quá trời luôn nè. Mới có mấy đám mưa à. Xuống dũng ơi. Thôi kéo dây đi. Để tăng sên đi hả. Chứ chị dùng đeo đi. Gồng nó giống gồng biển vậy. Đây, bà mình gắt sát vô cho nó đừng bị thúi cái mắt cây nè. Đừng bị cắt đó. À, mình sẽ cắt sát cái khúc nó vô cho đừng bị nước mưa động túi nha quý vị. Đó 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 đó. Ui. Còn mình thì bên dưới sẽ cắt nhỏ cái nhánh này ra để chuyển đi chỗ khác. Lắc nguyên cái sao lên trên luôn nè. Cái này cũng khá là dài đó. Rồi khổ mình sẽ dùng một cái tre để đẩy cái đọt này qua cho khổ qua đây nè. Đó. Trời 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 trời. Có sao không? Quá trời đất nó mềm. Quá trời cục đá nó bự.
mày bay quá trời nhanh luôn đâu gì. Cái này mà nó xuống là nó sẽ đà, nó giặt một cái nè. Có thể là nó xuống tới đất luôn. Ồ, nó quá nhẹ nên không rớt được rồi. Quá nhẹ không rớt được. Đó 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 đó. Đó. À, xuống gần tới đất luôn. Rồi nắm kéo luôn rồi, quá hay luôn. Xô ra cái chú vô. Nhánh dài, hết sức dài luôn. Ôi, 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 ôi. Vậy mà nó nặng á. Không nhận đâu. Nặng lắm luôn. Nớt luôn rồi, nó nớt luôn rồi. Trời ơi, nó kéo rồi. Bây giờ cắt nhánh thứ tư. Đó. Nhánh này thì bé thôi. Cái nhánh này nhánh thứ năm nè. Bớt nhánh bắt đầu cái cây nó vung lắc rồi đó gì. Rồi, rồi cứ dẹp.
Rồi xuống liền ơi. Còn dây đâu không xuống được le nè. Né thử rồi. Thôi tôi cũng bị trang vậy thôi. Quá trời cao luôn rồi. Đây thì bây giờ cái nhánh lên càng cao thì nó càng nhỏ, bây giờ cắt thêm cắt một lần hai nhánh luôn không quý vị. Hồi nãy mình điểm khoảng 9 nhánh nhưng mà bây giờ lòi ra thêm nhánh nữa rồi. Đó. Cao kinh khủng, cao không? Hai nhánh cột rời này có lẽ là sẽ khó xuống hơn một chút. Wow, vậy là cũng không khó mấy thôi. Cái nó ngã sao luôn, rồi xa sao luôn. Hay quá. Oh, có thể là nhánh cuối cùng thôi vậy, nhánh thứ 10 đó. Nhánh xuống thì leo xuống bây giờ.